xưởng gia công sản phẩm đan lát mỹ nghệ được chị Nguyễn Thị Hằng thành lập vào tháng 11 năm 2023. Theo đó, xưởng của chị nhận gia công những bộ phận phục vụ lắp ráp mặt hàng xuất khẩu gồm bàn, ghế, giường. Khi nhận lao động vào làm việc, chị trực tiếp đào tạo lại nghề cho từng người. Tuy đang từng bước ổn định sản xuất với quy mô nhà xưởng thử nghiệm ban đầu gần 100m², nhưng 7 tháng nay, mô hình của chị Hằng đã đạt doanh thu từ 75 đến 150 triệu đồng một tháng, tùy theo đơn hàng. Bình quân một tháng là chúng tôi nhập là từ 3.000 sản phẩm và giao động một sản phẩm là từ 25 đến 30 ngàn đồng trên một sản phẩm. Và sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận là từ 7 đến 10 triệu đồng trên một tháng. Đặc biệt, mô hình tạo điều kiện giúp nhiều đối tượng lao động ở vùng nông thôn huyện Vĩnh Linh được tiếp cận nghề mới, có thêm việc làm ổn định. Hiện xưởng của chị Hằng đang tạo việc làm cho 20 lao động tập trung và khoảng 80 lao động nhận nguyên liệu về sản xuất tại nhà. Phần lớn lao động qua quá trình học đã nâng cao tay nghề, làm ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của công ty tiêu thụ. Từ ngày mà có xưởng đá được thành lập thì tôi tranh thủ làm thêm một ngày. Là một ngày tôi làm khoảng là 4 sản phẩm. Đến cuối tháng thì số lương của tôi là dao động từ 4 triệu đến 4 triệu 500 nghìn đồng. Với hiệu quả của xưởng gia công sản phẩm đan lát nội thất xuất khẩu, xã Vĩnh Giang đánh giá đây là mô hình triển vọng trong chuyển đổi kinh tế, góp phần đa dạng, thúc đẩy phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Mô hình gia công mỹ nghệ của chị Nguyễn Thị Hằng thì đây là một mô hình rất là mới. Trong thời gian tới thì xã sẽ về quản lý nhà nước sẽ tiếp tục để rồi hướng dẫn cho gia đình để rồi hoàn thành các cái hạng mục theo quy định của về một cái xưởng sản xuất đảm bảo vừa chất lượng nhưng mà cũng cái hàng đảm bảo cái hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp, rồi đặc biệt là đảm bảo về an toàn trong quá trình lao động. Hiện nay chị Nguyễn Thị Hằng đang tiếp tục đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất xưởng sản xuất theo hướng quy mô đồng bộ hơn. Cùng với đó, tuyển thêm nhân công kết hợp đào tạo nghề đối với lao động mới. Mục tiêu khi mở rộng sản xuất, xưởng sẽ thu hút gần 300 lao động, số lượng hàng xuất ra đạt khoảng 10.000 sản phẩm một tháng.